ChatGPT tiếp tục update thêm một tính năng mới mà có thể là đối thủ cạnh tranh cho Canva trong thời gian sắp tới Đầu tiên á, mình ở đây mình có một tấm hình một background như thế này, rất đơn giản thôi. Sau đó mình tạo ra một con mèo nằm ở trên cái background này. Cách tạo con mèo này anh chị xem lại video trước của mình ha, mình có hướng dẫn về cách sử dụng tính năng ray image ở trong ChatGPT bản Plus anh chị. Sau khi hình ảnh này tạo ra rồi á, chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp từ tấm hình này ha. Anh chị chỉ cần bấm vào đây và chúng ta sẽ thấy ở trên đây có một cái nút là select ha. Chúng ta có thể chọn vào đây và chúng ta tô một cái phần vùng nào đấy và chúng ta sẽ thay thế được hoặc là chúng ta có thể xóa phần vùng đó đi ha ví dụ như đây là một bình hoa và mình sẽ xóa bình hoa đó bằng cách là nhập lệnh ở dưới đây ví dụ như xóa bình hoa này anh chị có thể nhập lệnh bằng tiếng việt hoặc tiếng anh đều được ha sau đó chatgpt sẽ bắt đầu thực hiện và nó sẽ xóa bình hoa cho mình ha anh chị đã thấy ha ở đây nó đã xóa bình hoa cho chúng ta ha ngoài việc xóa một thành phần anh chị cũng có thể thêm thành phần hoặc là điều chỉnh một thành phần khác ha ví dụ như đây mình có thể thay thế con mèo này thành một con thỏ chẳng hạn ok ha follow mình để học thêm nhiều kiến thức mới về ai nhé